cái hướng mà Nam đang đi trên cái vỉa hè này, Nam đi vào này. Chúng ta sẽ vào farm cà phê nha. Anh thấy cà phê này cũng khá đẹp á, chia sẻ với cả nhà luôn. Nhìn thiên nhiên ghê cả nhà. Cuối cùng quán là chúng ta thấy có những cái thiết kế, những cái bàn rất cổ xưa ha. Mình đi đây, bên đây là bên ngoài của bên hông quán, thiết kế rất là đẹp nha cả nhà, dễ thương. Chúng ta có những cái bàn ngồi thấp như này, trên kệ thì chúng ta sẽ thấy có nhiều cái kệ sách này, và chúng ta trải nghiệm một cái không gian trở về tuổi thơ ha. Có những cái tủ kẹp băng ghê cũ nha cả nhà, hồi xưa đây nè. Thiết kế nhẹ nhàng. Nam đi một vòng xem ở nhà, xem bên ngoài quán được thiết kế như thế nào nha. Đó. Có rất là nhiều cái góc mà chúng ta ngồi khá dễ thương, thân thiện lắm cả nhà. Đây có những cái cốc Thái nha, cốc trái nhiều nè cả nhà. Rồi, chúng ta trở ra đi vào bên trong nha. Và tiếp tục vào bên trong. Đây là không gian bên trước của quán này cả nhà. Thế hôm nay thì quán cũng đã có trang trí cho Noel rồi cả nhà. Chúng ta tiếp tục tham quan các không gian của quán nha cả nhà. Chúng ta sẽ thấy được trang trí những cái TV cổ, cái cassette cổ nha. Không gian rất là đẹp, dễ thương lắm cả nhà. Đây là những cái kệ sách cổ nha cả nhà. Chúng ta hãy đến đây để giải trí nè, có thể tìm thấy những cái lưu niệm. Phía trong chúng ta là khu vực pha chế nha. Đây là chúng ta sẽ đi vào một cái khu để bán các hàng lưu niệm cho cả nhà. Có
các vật dụng làm đẹp, túi xách, giày dép nhé. Chúng ta tiếp tục tham quan các khu vực. Đây có cái dụng cụ để chúng ta có thể chụp hình livestream mọi thứ này. Ở đây thì mình mở được bao lâu rồi em hả? Mở lâu rồi. 10 năm rồi đó, hả? Anh đi ngang qua đây là, mà anh chưa có dịp ghé. À, địa chỉ ở đây hiện tại là số bao nhiêu, đường gì đó em? Số 98 đường số 23 khu 5. À, có thiết kế đẹp quá ha. Chỉ thường thì cảm ơn nha. À, đây là những gian hàng mỹ phẩm chăm sóc sức khỏe. Ngoài không gian cà phê giải trí, chúng ta còn có ghé qua các không gian ở đây có bán các thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe, hàng trong nước và hàng cái này năm thấy hình như là hàng nhập nước ngoài về nhiều. Ở đây là có hàng trong nước, hàng nước ngoài luôn hả em? Có những cái chai dầu cá như thế này nè cả nhà, nhập từ nước ngoài về nè, xuất xứ Mỹ, Canada ha. Mọi thứ cũng nhiều, rất là dầu. Kem nước răng của Hàn Quốc này cả nhà. Vậy hả? Em cũng xài mà em hại hai loại. Cái này thì giá như thế nào đây em? Thì cái này giá 69.000 mà xem bỏ 59. À. À, ngày hôm nay cái gì? Để cho anh tiếp này. Có công dụng là gì em, trà này nè? Bình thường ví dụ mà anh uống trà là anh sẽ mất ngủ, khó ngủ, là mà trà này nó là dùng lại là nó làm cho ngủ ngon, ngủ ngon đẹp da. Vậy là trà này là gọi là trà dưỡng nhan, có thể hiểu vậy đúng không? Dưỡng tinh thần, dưỡng tinh thần. Gian hàng trà, các loại mặt nạ thảo mộc nha cả nhà. Rồi, chúng ta đã ra khỏi khu vực bán hàng mỹ phẩm organic này cho nhà. Giờ chúng ta ra bên ngoài để cà phê đây. Đây là phía trước, quang cảnh phía trước của quán. Đây là thức uống của Nam xong rồi cả nhà. Để trong một cái tỉnh rất là đẹp nha, khá dễ thương. Nhà sàn trông rất là
Metro nhé. Clip chúng ta đến đây là kết thúc rồi cả nhà ơi. Nam cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi hết clip nha. Nam có thời gian thì Nam sẽ review một số nơi ẩm thực cũng giống như là cho cả nhà thư giãn vào những dịp cuối tuần. Một lần nữa Nam cảm ơn và chúc cả nhà có được nhiều sức khỏe. Cả nhà cũng đừng quên like, share, subscribe kênh của Nam nha. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại. Bye bye.